Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em muốn giới thiệu tới mọi người bộ sản phẩm, đó chính là bộ dàn nóng, quạt dàn nóng của Kia K165. Sản phẩm của Mobit. Bộ sản phẩm này đã được nhà máy đóng nguyên bộ luôn. Đây anh em nhìn này, các cái con ốc người ta bắt luôn vào dàn này. Đây, trong bộ này không thiếu một cái gì. Phin lọc ga cũng bao gồm băng áp suất xịn luôn. Đây, chân giá bắt quạt. Đây, anh em nhìn thấy không, chất dàn có thể nói là chân cực tuyệt vời luôn. Đây, tất cả. Đây, anh em nhìn này, các con ốc người ta đã bắt đúng hết vào rồi. Chúng ta về chỉ việc lắp vào chỗ giá két nước nữa là xong. Đã nói đến sản phẩm của Mobit thì anh em có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Đây, mỗi một sản phẩm được đựng trong một hộp như thế này. Đây là mã của sản phẩm này. Cảm ơn anh em. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới mọi người cái sản phẩm, đó chính là bộ dàn nóng và quạt dàn nóng của Kia 1.4 tấn, sản phẩm của Mobit. Anh em có nhu cầu cần liên hệ về sản phẩm, liên hệ với em theo số 0769086333. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người những video kế tiếp. Em xin chào.